Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp Tổng Giám đốc công ty Zarubezhneft, tiếp ông Alexei Likharev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom. Thông tin về kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Zarubezhneft tại Việt Nam và Nga, Tổng Giám đốc công ty Zarubezhneft cho biết, sau cuộc gặp Thủ tướng tại Hà Nội hồi tháng 4, một số khó khăn vướng mắc trong hợp tác hai bên đã được tháo gỡ. Mong muốn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng sẽ tiếp tục ủng hộ mở rộng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi và phù hợp với tình hình thực tế. Hoan nghênh kết quả hợp tác hơn 40 năm qua giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công ty Zarubezhneft, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phù hợp với pháp luật mỗi nước, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, trong đó có du lịch, năng lượng xanh, năng lượng sạch, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ cho hợp tác năng lượng, dầu khí. Tại buổi tiếp ông Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời trao đổi về tiềm năng và khả năng ứng dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân vì mục đích hòa bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Liên bang Nga trong việc thiết kế, vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, phát triển trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.